Ngày 5 tháng 11, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kỳ thi tuyển điều tra viên năm 2022. Đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều tra viên Công an tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Kỳ thi tuyển điều tra viên năm 2022 có 59 thí sinh đến từ cơ quan điều tra các cấp của Công an tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều tra viên Công an tỉnh nhấn mạnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cần xây dựng, củng cố đội ngũ điều tra viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, việc tổ chức kỳ thi tuyển điều tra viên có ý nghĩa rất quan trọng. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để bài thi đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, áp dụng những kiến thức đã được tích lũy qua kỳ thi vào thực tế quá trình công tác, chiến đấu tại đơn vị. Các thành viên của hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.